chứ chị. Xuống. Mày có nhắn tin không chị? Mày ngu quá. Chị Châu chưa có dừng thì mày. Mày có nhắn tin rồi mày hiểu không? Lỡ nó chết thì sao? Cái miệng mày vô nha. Thì biết sao giờ cứ nhắn lại rồi. Bạn tao làm gì tụi mày? Mày tụi mày đánh nó quá vậy? Đánh người không cần có lý do hay sao? Mày muốn gì? Muốn gì hả? Cho miếng nước uống ngay. Đưa đây. Này là mày chọn rồi. Mày hả? Mày. Nếu mà sợ tụi nó đánh á, cứ nói với tôi. Tôi sẽ gom lại một lần. Tôi xử cho. Mày nên nhớ, nam nhi đại trượng phu, không bao giờ đánh phụ nữ, ok? Mày! Đây là lần đầu của em, và cũng là lần đầu của anh mà. Em không tin anh à? Nhưng mà... em sợ... Chiều nay em rảnh không? Em rảnh, rảnh lắm. Có nhiều đó cũng làm không xong. Cái đứa này. Tao biết ngay. Cứu anh. Tại sao? Tao không muốn làm chuyện này lớn hơn nữa. Mà thằng đó đâu phải trả giá. Con lại Phật tổ Như Lai, người có linh thiêng phù hộ cho con qua được kỳ thi này. Phao nữa hả? À, không có, đưa đây. Thầy ơi, bạn Hiếu quay cốt này thầy. Mọi người biết sao không? Tại vì hả, thằng Mận nó vừa học ngu mà còn thi rớt, mà còn làm ảnh hưởng tới tụi mình nữa. Đúng không mấy bạn? Vỗ tay. Mày nói không? Mày có cái quyền gì nói tao vậy? Thôi bà một coi. Tôi có chuyện muốn nói. Tôi thật sự cũng không phải là như vậy. Chưa là thế nào? Chưa, tôi thích Tuấn Anh. Cô định về quê thiệt hả cô? Cô đi đâu là chuyện của cô, sao em cứ hỏi cô hoài vậy? Thôi cô nghỉ về quê đi, cô ở đây đi. Bây giờ em định kiểm soát luôn cuộc đời của cô hả? Không có đâu, tại vì em không muốn sai cô thôi. Kỳ quá à. Ủa cô, em chưa nói xong mà.